Hot girl Côn Nhị Khúc sở hữu vòng ba nóng bỏng nhờ nâng tạ khủng tại nhà. Mỹ nhân võ thuật nổi tiếng Trần Thị Hậu gây sốt khi thân hình càng thêm nóng bỏng trong thời gian nghỉ dịch tại nhà nhờ những bài tập khiến cánh mày râu cũng phải nể. Trần Thị Hậu, biệt danh là Bông Trần, là cái tên vô cùng nổi tiếng trong giới võ thuật Việt Nam khi sở hữu rất nhiều clip đặc sắc, đặc biệt là màn một côn điêu luyện như thần tượng Lý Tiểu Long. Hot girl 22 tuổi còn giỏi nhiều môn võ khác như võ Việt Nam, boxing, kickfit, taekwondo v.v. và giành nhiều huy chương vàng khi thi đấu. Song song đó, Hậu còn biết đến với tư cách là một huấn luyện viên thể hình cá nhân với thân hình được nhiều người ngưỡng mộ. Đặc biệt mới đây, hot girl này tự hào chia sẻ với người hâm mộ về việc vòng ba của mình đã tăng thêm 2 cm, càng thêm nóng bỏng, bốc lửa hơn khi số đo là 86, 60, 92 dù trải qua thời gian phải nghỉ dịch ở nhà. Thời gian giãn cách tại nhà, tôi vẫn duy trì tập gym và côn nhị khúc thường xuyên. Do phòng gym đóng cửa hơn 2 tháng, trong khi tôi quá đam mê, khao khát được tập tạ nên tôi quyết định bỏ ra 50 triệu đồng để mua các dụng cụ tập luyện cần thiết, tạo nên một phòng gym ngay tại nhà có thể tập luyện tất cả các bài tập mình mong muốn. Rất vui vì điều này đã mang đến hiệu quả và truyền được năng lượng tích cực đến cho mọi người trong mùa dịch. Ngoài ra tôi dành từ 1 đến 2 buổi trong tuần để tập côn nhị khúc, giúp mình có thêm kỹ thuật, tập những kỹ thuật mới, Hậu tiết lộ. Thời gian qua, Hậu liên tục đăng tải những hình ảnh, video tập luyện tại nhà. Cô nàng khiến nhiều người trầm trồ với những bài tập nâng tạ với khối lượng rất lớn, không khác gì lực sĩ chuyên nghiệp để thi đấu. Bên cạnh đó, hot girl quê Quảng Ninh còn chia sẻ về cuộc sống cá nhân, những tài lẻ như nấu ăn hay vẽ tranh cũng công nhận được nhiều lời khen. Công việc chậm lại thì bản thân cũng có thời gian để sống chậm hơn, chăm chút cho bản thân nhiều hơn, hoặc đơn giản là lập kế hoạch trong tương lai. Trong đó, việc đầu tư cho sức khỏe không bao giờ là đáng tiếc. Nếu bạn là người mới bắt đầu tập thì không cần dụng cụ gì cả, chỉ cần xem trên mạng hướng dẫn kỹ thuật và một vài sợi dây mini band là có thể tập luyện sức khỏe và cải thiện body rồi. Ở nhà tập luyện để đẹp và khỏe lên mỗi ngày cũng là cách giúp chúng ta tích cực hơn và đẩy lùi Covid. Bông Trần gửi lời khuyên đến mọi người. Sau đây là một số hình ảnh tập luyện của cô nàng và bạn nào đang có nhu cầu muốn mua dụng cụ tập gym thì hãy click vào đường link dưới mô tả nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Mistakes. It's sad to hear the lights under the street lights.